Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh Ông Chí Trần Vlog. Ngày hôm nay mình muốn review cho các bạn món nữa. Tại vì hồi bữa khi mình clip trước thì mình có làm hột vịt lộn xào me, và cũng có một số người cũng nói là mình làm hột cút lộn thử coi coi được coi như thế nào. Rồi ok, ngày hôm nay là mình sẽ review cho các bạn xem là cút lộn xào me các bạn. Bây giờ mình sẽ bước đầu tiên thì mình sẽ luộc trứng cút nha. Luộc cút trước. Còn thành phần gia vị thì có là muỗng cà no với lại tỏi, xíu muối với lại một muỗng muỗng bột năng với lại ba muỗng đường bự, cái muỗng mà muỗng bự các bạn, muỗng cái này các bạn, nó tùy theo thôi. Còn cái này là me các bạn, me thì mình đã cho nước sôi vào nè để cho nó ra cái đất me, còn là mình sẽ chế biến nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi luộc trứng cút nha các bạn. Đây mình sẽ đi luộc trứng cút nha. Rồi okay, bắt đầu mình vào cái bếp này các bạn, mình luộc trứng cút nha. Mình cũng màu chín rồi. Hôm nay mình có thích là ăn 30 trứng cút này các bạn. 30 thôi, người nào muốn ăn thì mua thêm, còn mình cho đó thôi, cỡ 30 trứng này. Các bạn nào muốn ăn nhiều thì mua 100, 200 trứng rồi về nhà ăn, nó vậy. Rồi mình chờ đợi cút. Luộc cút của các bạn thì mình sẽ canh khoảng 10 đến 15 phút là cút sẽ chín. Chín cút sẽ chín nha các bạn. Rồi. Sau 10 phút đã tới các bạn ơi. Bây giờ cút mình cũng đã chín rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vớt ra các bạn. Vớt ra. Tắt bếp. Vớt ra. Rồi mình lột. Vớt ra mình lột các bạn. Cái này tới 30 trứng nha các bạn, chứ không phải là 20 nha. Tới 30 trứng nè. Thường thường là mình ăn từ 10 đến 15 trứng thôi. Ở bên này mình thử thách cho mình ăn hết 30 trứng này không. Bây giờ mình đem ra lột các bạn. Rồi giờ chúng ta lột cút các bạn. Tại trứng cút này nhỏ, nó lột hơi lâu các bạn. Phải tính hơn giật các bạn. Các bạn lưu ý là nước đừng có bỏ các bạn, nước này đừng có bỏ. Nước ở trong chúng tôi đừng có bỏ. Ngọt lắm, nó ngọt dữ dằn luôn. Nó ngọt mà quá lẻ luôn. Đây các bạn ơi, cút mình trong thời gian mình đã lột xong rồi. À, trong lúc mình đang lột các bạn, mình không có kiềm chế được cái bản thân của mình đó, cái mình lẫm được mấy, mình lẫm 2-3 trứng rồi các bạn. Bây giờ còn nhiêu đây nè, bây giờ mình sẽ tiếp tục chế biến rồi các bạn có đón xem mình nhé. Các bạn thấy không, quá đẹp, quá tuyệt vời luôn, quá thơm luôn. Bây giờ mình bắt cái bếp lên các bạn, bắt cái bếp lên cho nó, các bạn có thấu nóng này. Coi rồi, cho chút xíu đoạn này. Để tiếp làm cho tỏi cháy tỏi lên. Rồi
thấy dần vô điện luôn các bạn. Nó chìm nhiệt luôn. Mình cháy cho nó nổi nó vàng lên một tí rồi mình sẽ cho gia vị vào các bạn. Đó thôi, quá lẻ. Đó là bột. Cho meo vào ha. Tiếp theo mình cho đường vào. Nào thích ăn ngọt ấy, thì bỏ đường nhiều tí. Tại cái này chua chua ngọt ăn mới ngon các bạn. Chua chua ngọt mới ngon. Cho đường nó tan ra thì mình sẽ cho chút xíu muối, nửa muối. Chạm lên. Bước cuối cùng là mình sẽ cho bột năng nha các bạn. Chút xíu bột năng. Chút gần nó. Sao thế nào? Quá tuyệt vời các bạn. Thả lên. Đất rồi, đất rồi. Quá tắc rồi, mình cho cứng vào các bạn. Quá tuyệt vời các bạn. Cách làm này rất là dễ nha các bạn. Các bạn lưu ý là các bạn phải xem clip mình thật là kỹ. Mình hãy làm theo. Đó, rất là dễ. Cái món này rất thích hợp cho những mấy em nhỏ nè. Hay là những tay nhậu dân chuyên nghiệp nè. Chẳng hạn như mình nè. Rồi là hết thế luôn. Là vô thế luôn các bạn. Quá thơm các bạn ơi, quá thơm luôn. Quay cho các bạn coi nè. Quá thơm luôn, quá tuyệt vời luôn các bạn. Chiếu chiếu lấp lánh rồi ha, ghê quá, quá dữ. Quá lẻ luôn các bạn ơi. Mình làm cho nước nó sạch sạch nó là nó sẽ chín ha các bạn. Wow, quá tuyệt vời các bạn, quá thơm. Các bạn thấy hấp dẫn không? Hấp dẫn ghê chưa? À, thế là chúng ta đã hoàn thành xong một cái món là trứng cút lộn xào me các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó ra vỉa ha các bạn. Rồi mình sẽ chính thức nhẹ thôi ha. Rồi mời các bạn đón xem mình nhé. Giờ mình cho nó ra vỉa ha các bạn. Quá thơm luôn. Cái trứng này nó trắng là nó rửa các bạn. Không dịch nó hơi rửa, có một trứng hơi rửa. Mà rửa ngon. Cuối cùng mình cho mình gướng nước sốt lên đây. Đó là tuyệt vời luôn. Rồi cuối cùng là mình cho đồ gầm vào. Rồi đừng quên các bạn đừng quên là đừng rồi mình bỏ nó phẳng vào các bạn. Lên. Bước cuối cùng thì đem ra dứt thôi. Mời các bạn nha. Đây, thế là mình đã xong một món trứng cút xào me các bạn. Bây giờ mình dùng thử nha các bạn.
ba ngọt. Và để em muốn tiêu quá các bạn. Quá lẻ quá. Không thể nào chứng đựng nổi rồi. Quá ngon. Sốt nè, sốt. Quá đắt, quá đắt. Quá ngon quá. Quá lẻ. Quá tuyệt vời. Bữa nào mình ăn tiếp các bạn ơi. Quá ngon. Quá lẻ. Tên của mình là ông Tính Trần Qua Đốc. Ủng hộ kênh là bằng cách là like, subscribe và bấm nút đăng ký kênh và bấm nút rung chuông và xem những clip tiếp theo mới mẻ nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy ăn thôi các bạn ơi. Biết sao giờ, quá lẻ. Quá tuyệt vời luôn. Quá lẻ. Các bạn á, muốn làm cái món này á thì các bạn phải lưu ý á là mình mua cúc á, mình mua cúc phải lựa cúc trứng cúc hơi ngon, đừng có lựa mà mấy trứng cúc bể các bạn, mấy trứng cúc bể là nó không có ngon đâu. Các bạn mua lựa trứng cúc đó, nó liền lành, đừng có bể, là mình về mình sẽ luộc ăn rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn. Còn cái cách mà làm á thì mình cũng có để vô phần đó, thì các bạn xem và chắc chắn là các bạn sẽ biết làm cái món này rất là hiệu quả, rất là ngon, cho thích hợp cho những mấy đứa trẻ ăn nè. Chắc có lẽ cái clip mình đến đây là kết thúc các bạn ơi. Mong các bạn cô chú mình xa xem ủng hộ kênh của mình nhé. Cuối lại muốn nói là mình xin chúc tất cả gia đình hay là các bạn anh em gần xa đã trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình. Bây giờ là mình nói là mình xin chúc tất cả gia đình luôn luôn bình an trong cuộc sống và an lành nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi clip tiếp theo nhé. Bye bye.